Chào các bạn đã quay trở lại kênh 333 Audio Sài Gòn. Shop mình có địa chỉ tại 333 Nguyễn Trọng Tuyển, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mình xin giới thiệu, mình mới về được con âm ly có model là Sansui AO Alpha 707 NRA. Đây là dòng âm ly cao cấp đến từ hãng Sansui Nhật Bản, được thiết kế mặt nhôm phay xước màu gold màu vàng. Máy mình hàng đấu giá về tất cả còn nguyên sinh nguyên bản, đẹp xuất sắc, mặt mày nấm nút chữ nghĩa là còn rất sáng rất mới, mặt không một tì vết, nấm nút cũng không một tì vết. Dòng 707 NRA được sản xuất vào năm 1998, là dòng đời cuối cùng, dòng đời cao nhất trong series đời mặt vàng của hãng Sansui. Như các bạn đã biết, series NRA thì có những dòng đời như 507, 607, 707 và 907 NRA. Chất âm của dòng NRA thì tiếng bass mềm sâu, mid treble sáng chi tiết ngọt ngào, phù hợp những dòng nhạc trữ tình, bolero, nhạc vàng. Những dòng 707 NRA hoặc 907 NRA được xếp vào dòng high-end. Là dòng này có chất âm của nó rất trong trẻo, tiếng bass mềm sâu, mid treble ngọt ngào chi tiết, phù hợp nhạc trữ tình, nhạc bolero, nhạc vàng. Dòng này các bạn đánh được hai cặp loa A, B, A cộng B, tức là các bạn có thể đánh được từng cặp loa riêng biệt hoặc hai cặp loa cùng lúc, phù hợp loa có trợ kháng từ 4 tới 16 ohm. Nếu loa của các bạn có trợ kháng 6 ohm, công suất ra mỗi loa là 160W. Nếu loa của các bạn có trợ kháng 8 ohm, công suất ra mỗi loa là 130W, cũng rất lớn nên các bạn có thể ghép được những dòng loa có bass từ 30cm đánh rất tốt. Dòng này sản xuất tại Nhật, điện 100V và có công suất tiêu thụ là 330W. Dòng này các bạn ghép được những dòng loa hi-fi, những dòng beam dub tannoy đều đánh rất tốt nghe các bạn. Các bạn cũng có thể ghép được những dòng loa Nhật, JBL, Pioneer, những dòng loa màng carbon gì đó. Các bạn cũng có thể ghép được tất cả các dòng loa cổ quốc xeo cho ông. Đầy đủ tinh chỉnh bass, treble, ba lăng, loudness, sub direct. Các bạn sẽ sử dụng như một cái power arm direct, tức là các bạn sử dụng như một cái power dùng để hát karaoke trong không gian gia đình cũng rất tốt. Máy về tất cả còn nguyên zin nguyên bản nghe các bạn. Nắp của nó nắp sơn zin, không một vết trầy xước, không mớt, cứng mót. Hai bên của nó cũng hai hồi gỗ phủ piano màu nâu đỏ. Không giọng tút, không xe ba, tất cả còn nguyên zin nguyên bản, mà bao zin tuyệt đối cho các bạn. Rất đẹp ha. Rồi, sẵn mình quay mặt sau cho các bạn xem trước luôn. Nhìn vào tổng thể mặt sau con này là các bạn sẽ thấy còn rất mới nè các bạn. Rất đẹp. Ở đây là các bạn nhìn nhận ngõ rồi, xa là không có hiểm rút nè các bạn. Phono CD Thinner Line đó, các bạn nhìn rất vàng ha. Ở đây đường Rosetter thì có phía dưới là đường Send Return. Ở đây đường Power Arm Red thì có đường CD Direct, Line Direct và đường ba lăng. Khi các bạn kết nối qua ba đường này, âm ly giống cũng đẩy công suất ha. Thông tin là Sansui 707 NRA AC 100V và 330W, số dây 0037 đuôi. Ở đây dây nguồn zin và dây nguồn dính ha. Ở đây có một IC OLED với total là 350W, những đầu CD giải mã epoxy sử dụng điện 100V, các bạn đưa đây. Đánh được hai cặp loa, phù hợp loa có trợ kháng từ 4 tới 16 ohm. Nếu bạn đánh hai cặp loa cùng lúc thì phù hợp loa có trợ kháng từ 8 tới 16 ohm. Tổng thể mặt sau còn rất đẹp, rất mới nghe các bạn. Các sắc RCA là còn rất vàng, không hiểu lắm rút nghe bạn. Dòng này các bạn mua về nghe nhạc trữ tình bolero, nhạc vàng là rất hay nghe các bạn. Các bạn nắp của nó tất cả còn nguyên zin, các bạn nhìn những ốc ở trong là các bạn biết đồ mới ha. Ở trong là đảm bảo các bạn là con này là zin đẹp xuất sắc rồi. Dòng 707 NRA ở trong sẽ có một tăng phô rất to, hai tụ lục nguồn đó, một tụ đen một tụ trắng này. Dòng này thì chạy 8 sò, mà đặc trưng của dòng NRA là chạy sò láp, sò than luôn nghe các bạn. Rồi mời các bạn nghe một đoạn nhạc ngắn thưởng thức về chất âm Sansui 707 NRA. Thank you.
chuyện tình nhuộm lắm thương đau tủi hơn mang đến cho nhau em vì khổ đau đã nhiều em khóc những chiều rất đẹp phê mùa thu hơn rồi ở đây đường Found Amrest. Nếu các bạn kết nối đường City Direct, Line Direct và đường Ba Lăng á, thì khi đó âm ly này nó không qua phần rề, nó giống cục đẩy công suất. Nên các bạn có thể kết nối qua ba đường City Direct, Line Direct và đường Ba Lăng này dùng để hát karaoke lực đánh rất mạnh mẽ ha. Nếu các bạn sử dụng những ngõ rề xa thông thường ở đây thì các bạn bật lên Interlay cho mình. Ngõ vào thì có CD, tên phono phía dưới nó có line và tép 1, tép 2, tất cả có đẹp rất đẹp. Hiện tại mình đang kết nối ngõ CD. Ba Lăng rồi, Ba Lăng. Rồi, đây hai cặp loa AB ha, lao nét nào. Vì tình bạc bẽo, nay em đem chung vui. Chuyện tình đã sang giờ, dù có đêm mộng về người cũng tuyệt tình ngày đi anh nuốt chua cay nhìn em xa cách đôi tay tình yêu này sao xót nhiều anh khóc những chiều mùa thu lạc lõng vỡ quên sâu nắng ta để lòng khóc nhau cuộc tình bẽ ba cúi đầu hận tình suốt đời còn đâu mà nhớ bóng người tình xưa xin thông báo đến các bạn. Con âm ly có model là Sansui AO Alpha 707 NRA dòng high-end của hãng. Máy mình về tình trạng line new, các bạn nhìn mặt mày nấm nút chữ nghĩa là còn vàng và như mới không một tì vết. Nấm nút cũng còn rất bóng không một tì vết sứa không mèo. Tất cả các chức năng mình đã test hoạt động hoàn hảo, mình bán với giá rất tốt, chỉ là 22.500.000 đồng, mình bao ship toàn quốc dành cho con âm ly Zin đẹp xuất sắc. Máy bán ra mình bao Zin tuyệt đối cho các bạn và đẹp xuất sắc ngay các bạn. Bạn nào có nhu cầu gọi mình số điện thoại 0903 747 111. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tạm biệt.